chị mẫu váy tiếp theo là một mẫu váy dạ tiệc cao cấp, chất liệu là ren, ren hai lớp chị. Đây ở cái chiếc váy của mình là hai lớp, chất liệu này là ren phá bông cao cấp đó chị, với một màu hồng cam rất là xinh luôn. Màu hồng hồng này là hồng nó hơi ngã về cam xíu nha chị, do mình lên video do ánh sáng nên nó lên màu không có chuẩn, nhưng mà phía ngoài thì nó hơi cao một chút xíu ha. Đây các chị có thể thấy là hồng nó hơi cao một chút xíu. Ở phần trên của cái chiếc váy của mình là được kết trực tiếp những cái hoa thêu và những hạt cườm rất là xinh, nhìn rất là xinh luôn các chị. Đây phần phía trên của mình sẽ lọc phối một lớp vôn lưới nhẹ như thế này, nhìn rất là nhẹ nhàng, nhìn chiếc váy mình rất là nhẹ nhàng luôn. Nhìn sơ thì ở phần trên của mình nó giống một cái chiếc áo dài cách điệu đó các chị. Đây các chị có thể thấy cái cơm của nó không, là một cái cơm áo dài cách điệu, nhưng mà phần dưới của nó là một chiếc váy mà xinh, nhìn rất là nhẹ nhàng luôn. Cái mẫu này chị nào mà cao mà lại cao một chút xíu á là nhìn rất là xinh. Rồi mẫu này em có đủ size cho các chị từ 45 tới 60 kg mặt vô tư ha, 45 tới 60 kg mặt vô tư mẫu này. Mẫu này em có mã số là D15-PT, mã số D15-PT nha các chị. Giá bộ này là 700.000. Rồi em xin nhắc lại, D15-PT giá là 700.000. Thì do số lượng có hạn cho nên chị cũng nhanh tay mình đặt hàng nhanh qua số điện thoại Zalo trên màn hình ha, hoặc là để lại trực tiếp số điện thoại dưới video này sẽ có nhân viên chủ động gọi điện tư vấn cho các chị. Mẫu váy tiếp theo là một mẫu váy giả tiệc với là phông dài, váy giả tiệc này là phông dài nha các chị, với tông màu đỏ rất là bắt mắt ạ. Tông màu đỏ rất là bắt mắt luôn. Thì cái này, cái chiếc bộ váy này chất liệu của mình là ren theo cao cấp hai lớp, đây mình bao gồm hai lớp đó các chị nha. Cái này là phần lưới mình, phía trên là ren theo, những cái này là mình được theo trực tiếp lên trên lớp lưới của mình ha, nhìn rất là tinh tế ạ. Đó, ở phần vai á, thì mình sẽ để thêu một ít hoa rơi như thế này, tạo độ nhẹ nhàng cho chiếc váy của mình, rất là xinh luôn. Đấy. Mẫu này thì cho các chị khoảng từ tầm 45kg tới 55kg thì mình mặc thoải mái ha. 45kg tới 55kg mặc thoải mái. Cái này ở phía phần phía sau lưng này, mình có những cái thun, thun này là thun nhún như thế này, cho nên là các chị cứ mặc thoải mái vì nó có cái độ co giãn ở phía sau, nó điều chỉnh cái độ rộng của chiếc váy của mình, cho nên là mặc rất là thoải mái, cho nên các chị đừng có sợ mà mình khó chịu trong cái chiếc váy khi đi dự tiệc nha các chị, nhìn rất là xinh luôn, như công chúa vậy. Mã số của chiếc váy là TK314 ạ, giá là 640.000. TK314 giá sạch, giá là 640.000 nha các chị. Rồi em xin nhắc lại, mã số của chiếc váy là TK314, giá là 640.000 ạ. Thì do số lượng có hạn cho nên các chị cũng nhanh tay mình đặt hàng nhanh qua số điện thoại Zalo trên màn hình, hoặc các chị có thể để lại số điện thoại trực tiếp ở phía dưới video này, sẽ có nhân viên chủ động gọi điện tư vấn cho các chị ạ. Một chiếc váy dạ hội với tông màu đỏ rất là xinh ạ. Form này là form đuôi cá dạng dài nha các chị. Form đuôi cá dạng dài thì các chị có thể mặc thoải mái cho cái chiều dài váy của mình, nó sẽ thả trên mặt đó, cho nên là cái bộ váy này thì chị nào cao cao xíu thì nó sẽ tôn dáng hơn ha. Thì chất liệu của chiếc váy của mình là thun cao cấp, thun này là thun cô tông cao cấp kết hợp với phần phía trên là mình kết ren nha các chị. Đây phần những cái phần họa tiết phía trên này là mình được kết trực tiếp lên trên chiếc áo của mình luôn, nhìn rất là tinh tế, rất là xinh. Ở phần cổ áo thì mình có kết một cái lưới von lưới như thế này, màu nude như thế này,
nhìn rất là xinh. Thì đối với cái bộ váy thì mình có kèm mút ngực nha các chị, mình có kèm mút ngực luôn, cho nên là các chị cứ yên tâm ha, mình không có sợ bị lộ nội y hoặc là khó khăn lựa chọn nội y cho chiếc váy này, vì mình đã có sẵn phần mút ngực ở trong chiếc áo. Mẫu này thì em có đủ size luôn cho các chị từ 48kg cho nên 60kg luôn, mình mặc thoải mái với mẫu này ha. Từ 48kg tới 60kg mặc thoải mái cái mẫu này. Đây, phần đó là phần đuôi cá nha các chị. Rất xinh. Thì cái này nó có mã là D228BT ạ. À. Mẫu của cái chiếc vạt đầm, mã số của chiếc đầm này là D228-BT. D228-BT. Giá chiếc váy này là 680.000 ạ. 680.000 nha các chị. Nên nhớ là chiếc váy này em có đủ size nha. Các chị từ 48kg cho tới 60kg mặc vô tư luôn. Có size mặc vô tư luôn. Rồi các chị nhanh tay mình đặt hàng nhanh qua số điện thoại Zalo trên màn hình ha. Hoặc để lại số điện thoại trực tiếp tại phía dưới cái video này thì sẽ có nhân viên chủ động gọi điện tư vấn cho các chị. Và em xin nhắc lại mã số ha. D228-BT. D228-BT nha các chị. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo phía bên dưới để được cập nhật những mẫu thời trang mỗi ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.